Và Hiền Tiên xin chào quý bà cô chú ha. Em quay trở lại với kênh của Hiền Tiên vào sáng hôm nay. Hôm nay là sáng thứ bảy cô chú anh chị. Đó. Thì con đường vào mộ cầu. Rồi nhạc lên luôn. À, buổi sáng ở mộ của chú Dưỡng Linh đó cô chú anh chị. Cái điều mà đặc biệt là khi bước vào mộ của chú nè cô chú anh chị đó, buổi sáng nha. Ủa cái bông hồng nó ăn sạch nhách rồi, còn một đông, đúng một bông. Ủa cái con ấy còn không con... nè mà sao em thấy như nó đói vậy chồng ơi? Được cô chú anh chị, đôm nhôm như người ta mời. Cái bụng nó đâu có bự giống mấy con kia nữa đâu. Ơi nó kiếm đường nó ngang môi nhoi dữ kìa. Nè. Đây nè. Trốn cái đó rồi. Em cũng biết nữa. Bữa nay là 15 mét đâu có đón được bình minh. À, hai đứa mình chăm dầu nha, thấy gần hết dầu bốn góc mộ của cậu. Sáng này của chú anh chị, sáng nha. Sáng thì Hiền Tiên chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiền Tiên là có một ngày tốt lành nha. Cô chú anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh. Đăng ký kênh là chỉ một lần duy nhất thôi nha cô chú anh chị. Còn like là mỗi video sẽ like một lần ha. Thì bây giờ là Tiên sẽ đi lấy chung nước để mang đi rửa. Thank you.
Khi nào mà mua mua được những cái món chay ở cái tiệm đó, đồ ăn thì hai gia đình cô ở tiệm đó thì là làm xong rồi và đang làm cơm, chỉ có điều là cơm là nấu trễ nhất, cơm là nấu sau cùng. Không, không phải, tức là người ta làm đồ ăn trước rồi mới nấu cơm, chứ không phải là lúc người ta nấu cơm đi người ta làm đồ ăn thì chút nữa sẽ có cơm bán luôn, hiểu không? À, thấy em làm thành công nãy em lấy cái khăn khô lau rồi nữa em bỏ mì lên nha. Mà nó chịu đem ra, chút mà đem ra luôn đi, nay cận ngày rồi, tới ngày để cho cô chú về á, mua phẩm này hả? Kinh này là rất là có ý nghĩa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ê, ở đây anh lại cúng cho cậu chứ hay sao? Em thấy tình hình trời thế càng ngày càng đen, cúng rồi để chút nữa mưa tạt bánh mì sẽ thấy trời bữa nay u quá. Trời bữa nay u quá. Hôm nay trời đẹp thật xinh xinh, người bán cà phê với người. Đúng rồi, trời đẹp anh mới ngồi quán cà phê chứ trời mà mưa là người yêu anh đâu có tắt. Đúng không anh? Ông ếch. Ông lau rồi cái trái bử xong mà nó đưa vô cái lư hương luôn kìa. Sao trăng gì tầm này? Chết rồi. Ông trai nguyên mấy cái chùm lá này nè, đưa vô trong cái lư hương. Cái lá bự này đáng lẽ cắt bớt. Ủa sao nó đứng không được? Em tổ nó vô đây nè, tổ vô đây cũng không đứng được. Ngồi xuống lấy nước chắc banh ra luôn anh ơi, gỡ nó ra hả? Gỡ ẩu với là chen nước mắm cho cậu vừa hơi nhiều quá mặn cậu ăn không nổi. Nhưng người đông hóa thân đây trong ba mươi đời thường làm hóa chân cho con đi làm việc nhân cho thường làm mua chiếc lại đừng quăng thân mà cháu hóa mua nhân trời mây nữa đi. Gọi cái miếng giấy ra luôn, lấy miếng giấy của cái ổ nó ra luôn. Mà nhìn nó ấy quá hồng, để miếng giấy ra đi. Không, bánh mì rồi phải ăn cái cầm giấy chứ không dính tay thôi. Vệ sinh phải không? Tự nhiên cái em lấy giấy ra cậu cầm cậu ăn kiểu gì vậy hả? Tao thấy cúng rồi dở ra để nhiều khi chín rồi mà ấy ai biết nữa. Tao bán bánh mì là chờ cái tờ giấy á. Ưu tiên là cúng đồ chay của chú anh chị để cho đang trong quá trình chờ ếch đốt nhang nè, thì tiên sẽ quay đó. Hôm nay là cúng bánh mì chay nha cô chú anh chị. Sáng thì tiên mua 5 mẫu rồi.
chan nước mắm đồ hết rồi. Hello Hiện Tiên. À, bây giờ là ếch. Mạnh hả? Đúng rồi, 11 tháng 7 26 tháng 8 đó, 2 ngày nữa thì con của Tiên sẽ nhập học cô chú anh chị. Thì nhập học thì Tiên chắc cũng sẽ hạn chế ra cái clip buổi sáng của chú anh chị, bởi vì Tiên chắc có thể là sẽ đưa 15 mét xuống dưới chỗ mộ của cậu, sau đó Tiên sẽ đi về một mình và mua đồ sáng cho bé, chở bé đến trường, sau đó là Tiên sẽ xuống đây để cập nhật tiếp tình hình ở mộ của chú cho đến chiều. Bởi vì nhà thì có ngoại, nhưng mà điều buổi sáng thì ngoại ra ngoại không có đủ cái sức khỏe cũng như là thời gian để mà mua đồ cho bé ăn sáng đó thôi chú anh chị. Bởi vì những ngày hè đó thì quen cái giờ giấc là ngày búa nướng rồi. Nên bây giờ khi mà bước vào cái năm học mới thì sẽ có nhiều cái thay đổi, nên là chưa có quen cái này nếp mới của chú anh chị. Nên là Tiên sẽ cố gắng sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để mà có thể là đến đây để quay cho cô chú anh chị xem. Gì anh? Ừ, nay cậu đi tu rồi. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, bây giờ là chú đi tu rồi cô chú anh chị, về núi tu rồi. Nên là bây giờ là không có hút thuốc nữa đâu. Nên là mấy anh em bây giờ là cũng hạn chế đốt thuốc. Nhưng mà có khán giả mua đến để đốt cúng cậu thì có tấm lòng mà đúng không? Nhưng mà anh em thì không có đốt nữa. Đó, buổi sáng thì bây giờ là mỗi anh em đều có một công việc của chú anh chị. Hết thì quét. Còn anh Ngọc thì
Lào. Đi thì bây giờ đi lại để Lào chào cậu buổi sáng, Lào hành để chào cậu buổi sáng rồi chú anh chị. Gần điện thoại em nha, gần nghe con hẹt á. Bữa nay có ba anh em mình ha. Thì sáng thì cũng có ếch với anh Ngọc, cũng có Lao rồi cô chú anh chị. Thì anh Tiên luôn là người đến sau lo làm những cái công việc khác, nên là bây giờ mình cũng Lao để thể hiện tình cảm thôi, chứ cũng sạch rồi. Ủa, qua nghe nói là bữa nay là đem cái rạp ở tiếp không anh? Ủa anh hay nói chuyện với chú hả? Gì anh? À, em thấy chú hay lại đây nha. Chú hay lại nhìn mộ cậu lắm, đứng từ xa mà. À, ít khi nào mà lại trực tiếp sát đây nha, đứng ở phía ngoài đường á. Thì đó, thấy cũng tội lắm, đứng ở phía ngoài á cô chú anh chị. Tức là mỗi người ở một khu. Và khu ở đây thì mới được ở trong khu này, còn ở những khu khác mà tới đây lỡ mà bên ban quản lý mà thấy được là cũng khó của chú anh chị. Nhưng mà mấy anh chị cô chú ở trong đây rất là yêu mến chú, nên là nhiều khi đứng ở phía ngoài nhìn thôi. Mà cái đặc biệt là cái chú mà mới mời anh hỏi anh Ngọc là có uống cà phê, mua gì uống gì. Chú đi mua rồi, thật ra đó là hay ở đây lắm, đứng ở phía ngoài đường của chú anh chị để nhìn thấy, nhìn vô để coi hộ chú Vũ Linh sao. Đứng đó rất là suy tư của chú anh chị. Và luôn là thấy anh đó, như lúc nào rảnh anh đi đâu thì anh cũng đều tới đây để nhìn từ xa đó. Sáng trưa chiều xế gì nhiều khi anh đi ngang là anh thấy anh đứng anh nhìn, và anh đứng anh gần xe lại nha, bắt đầu anh nhìn vô, nhìn chăm chú lắm, nhìn rất là hương. Có lâu lâu về nhiều khi cũng có lúc thì vô đây hấp hương. Và cái video của Hiền Tiên buổi sáng tới đây thì xin kết thúc cô chú anh chị. Thì Hiền Tiên xin chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Cả nhà đừng quên đăng ký kênh
cũng như là like để chị Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái chặng đường tiếp theo nha. Bây giờ chị Tiên xin chào và hẹn gặp lại.